Lan Trinh kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay ở Nam Bộ trời nóng hơn hẳn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất chạm mức nắng nóng là 35 độ C, trời ít mây với bầu trời xanh ngắt. Dự báo ngày mai nắng nóng tiếp tục duy trì ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất ở ngày mai sẽ dao động trong khoảng là 35 độ. Hai ngày sau thì trời vẫn nóng, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ 1 độ, trời lại khô với độ ẩm trưa chiều đều dưới 45%, quý vị cần đề phòng cháy nổ. Ngày mai tại Tây Ninh, Biên Hòa, Đồng Phú và một vài nơi khác ở miền Đông cũng xảy ra tình trạng nắng nóng tương tự với mức nhiệt khoảng 35 độ. Các thành phố khác ở miền Tây Nam Bộ như tại Tân An, Châu Đốc, tại Cần Thơ hay là Cà Mau thì sẽ dao động trong khoảng từ 32 cho tới 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết trên biển, vùng biển Cà Mau, Kiên Giang thời tiết tốt, trời nắng, gió cấp 4, cấp 5. Còn vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau ra tới ngoài khơi phía tây huyện đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.